Thưa quý vị và các bạn, thủy canh là kỹ thuật trồng cây trong dung dịch dinh dưỡng hay được gọi là trồng cây trong nước hoặc trồng cây không cần đất. Với ưu điểm của việc trồng cây này, chúng ta chỉ cần cung cấp những khoáng chất cần thiết đúng lúc và đầy đủ cho cây để giúp cho cây sinh trưởng tốt và năng suất cao hơn, đặc biệt là đáp ứng về các tiêu chuẩn an toàn bởi vì không bị ảnh hưởng từ những nguồn đất bị ô nhiễm. Và trong chương trình Nông dân khởi nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về bộ sản phẩm này giúp cho các gia đình có thể tự trồng cây thủy canh tại nhà do anh Ngô Quý Ngọc và các cộng sự cùng sáng chế. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách sử dụng bộ thiết bị trồng rau sạch thủy canh BK Phát. Bộ thiết bị gồm có 6 thùng thủy canh, 6 nắp thủy canh và 36 giọt thủy canh. Để sử dụng thiết bị thì mình cần phải có dinh dưỡng thủy canh, hạt giống cây trồng và giá thể thủy canh. Lưu ý trước khi mình gieo hạt thì mình sẽ phải lấy cái tem ở trong cái giá thể thủy canh ra, sau đấy mình tiến hành tra hạt hoặc là trồng cây vào trong đây. Giá thể mình sẽ tra từ 3 cho đến 5 hạt giống. Sau khi gieo hạt từ 3 cho đến 5 ngày thì chúng ta sẽ thu được cây con phát triển như thế này. Tiếp theo khi cây được từ 7 đến 10 ngày thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành pha dinh dưỡng. Đây là thùng thủy canh và nắp thủy canh. Thùng thủy canh có một lỗ thoát nước nhỏ và một vai sách để chúng ta có thể tiện lợi khi di chuyển thùng thủy canh đến các vị trí khác nhau. Thùng thủy canh có thể tích chứa nước từ 13 cho đến 15 lít nước. Và khi tiến hành pha dinh dưỡng thủy canh thì mình tiến hành pha bằng nước sinh hoạt bình thường. Đây là gói dinh dưỡng thủy canh BK Phát bao gồm có 8 thành phần và mình sẽ tiến hành pha lần lượt từng thành phần vào trong thùng thủy canh. Các bạn lưu ý riêng đối với gói S8 thì mình sẽ tiến hành cho pha vào sau 25 ngày sau khi pha dinh dưỡng thủy canh để giúp chuyển hóa các thành phần vô cơ thành hữu cơ cho cây. Sau khi đổ vào mình sẽ quấy đều. Chúng ta sẽ tiến hành thêm nước vào thùng cho đến vị trí của lỗ thoát nước. Sau khi pha dinh dưỡng, mình sẽ tiến hành đậy nắp và cho cây vào, cho cây giống vào. Có một lưu ý nhỏ, nếu như cây giống mình gieo với mật độ nó dày quá thì mình chỉ nên để tầm từ 3 cho đến 4 cây trên một giá thể. Cho nên mình sẽ phải cắt tỉa bớt đi. Đây là cây sau khi đã trồng được từ 10 đến 15 ngày và chúng ta sẽ có thành quả cây để thu hoạch được sau 30 ngày sẽ là những hiện tại có rất nhiều người sử dụng dinh dưỡng thủy canh cho việc chăm sóc cây. Nó bắt nguồn xuất phát từ cái nhu cầu mà sử dụng các nguồn dinh dưỡng an toàn cũng như không sử dụng thuốc trừ sâu hay là thuốc bảo vệ thực vật. Đối với dinh dưỡng thủy canh BK Phát có đầy đủ các thành phần nguyên tố đa lượng, trung lượng và vi lượng thích hợp cho tất cả các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Với giải nồng độ dinh dưỡng của BK Phát thì nó nằm trong khoảng từ 1.000 cho đến 1.600 ppm. Cái giải nồng độ này thì nó phù hợp cho hầu hết tất cả các loại rau ăn lá. Đối với cái giải nồng độ này thì cây có thể đáp ứng được cho cái quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đến hết một chu kỳ mà vẫn đạt được đến cái ngưỡng nồng độ an toàn của theo tiêu chuẩn an toàn. Đặc biệt là đối với việc mà sử dụng kết hợp với cả thành phần vi sinh vật vào giai đoạn đầu hoặc cuối trước khi thu hoạch thì sẽ giúp cho chuyển đổi các thành phần hợp chất vô cơ chuyển thành các thành phần hợp chất hữu cơ rất tốt cho sự phát triển của cây
mà khi thu hoạch thì vẫn đạt được năng suất và chất lượng an toàn như đã nghiên cứu. Quãng thời gian dài 2-3 năm trước đây, trong dự án nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm sử dụng ứng dụng cây thuốc Việt Nam với mong muốn được nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen quý của dược liệu Việt Nam, anh Ngọc và các cộng sự đưa ra hướng tiếp cận thay đổi phương thức canh tác từ trồng trên đất, thổ canh sang dùng nước, thủy canh để tập trung phát triển trồng và chăm sóc. Phương pháp thủy canh nhà lưới, nhà kính trong điều kiện chật chội về diện tích. Bên cạnh đó, anh Ngọc cũng mong muốn sở hữu một vườn rau sạch cho gia đình ở điều kiện chung cư chật hẹp, ban công bé. Mong muốn đó càng thôi thúc anh khi nhiều lần chứng kiến cảnh các bà, các mẹ vất vả khuân vác những bao đất trồng cây từ tầng 1 lên tầng 4, tầng 5 để trồng rau trong các thùng xốp. Sau nhiều ngày tìm kiếm, anh Ngọc và các cộng sự đã tìm được thông tin về mô hình trồng rau thủy canh vừa an toàn vừa tiết kiệm thời gian và thời gian thu hoạch ngắn. Như chúng ta đã biết thì hiện tại thì có phương pháp trồng rau truyền thống, đó là thổ canh, chúng ta trồng bằng đất. Còn phương pháp thủy canh này thì được phát minh ra từ thế kỷ 17 và được ứng dụng rất là rộng rãi. Điển hình chúng ta có biết đến mô hình vườn treo Babylon, đấy là mô hình thủy canh. Thì trong thủy canh thì có hai phương pháp, thủy canh tĩnh và thủy canh hồi lưu. Nhìn chung là lợi ích của thủy canh sẽ điều đầu tiên đó là nó có thể trồng ở trong những cái khu vực có diện tích rất là nhỏ, đặc biệt phù hợp với những cái gia đình mà sống ở tại các cái thị trấn này, các thị xã này, hoặc là ở thành phố, khu đô thị. Thì chúng ta có thể trồng được ngay trong cái không gian chật hẹp của mình, ví dụ như là ban công hoặc là ở những cái khu chung cư. Điều thứ hai, khi chúng ta trồng thủy canh thì chúng ta không sử dụng đất, không nặng nhọc và chúng ta không ít bị sâu bệnh hơn. Lợi ích thứ ba đó là phương pháp này thì rất là dễ sử dụng, dễ canh tác và chúng ta không phải tốn thời gian để chăm sóc. Quá trình chúng ta trồng, chúng ta thì pha dinh dưỡng và chúng ta để cho cây phát triển một cách tự nhiên bằng nguồn nước và dinh dưỡng có trong thành phần dinh dưỡng thủy canh BKFAT mà chúng tôi đã nghiên cứu, thì cây phát triển và nó sẽ cho năng suất rất là cao. Điều thứ tư, cái ưu điểm của phương pháp thủy canh đó là năng suất bằng phương pháp thủy canh thì sẽ cao hơn từ khoảng 30-50% so với phương pháp trồng rau bằng đất thông thường, và cái thời gian thu hoạch của rau cũng sẽ ngắn hơn. Và lợi ích thứ năm, đó là lợi ích cuối cùng, đó là với cái phương pháp thủy canh mà chúng tôi đã nghiên cứu ra thì cái độ bền của thiết bị rất là cao. Nó kéo dài thường thì khoảng từ 5-10 năm, và chúng tôi sử dụng cái nhựa PP và ABS nguyên sinh. Đây là nhựa không có chứa các cái tạp chất hoặc là nhựa tái chế, thì trong quá trình mình sử dụng nó không bị thô nhiễm ra những cái chất độc hại đối với sức khỏe. Quá trình nghiên cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tìm vật liệu để làm xử lý những cái vấn đề như là trồng thủy canh nó có thể gây ra tảo, ra nấm thì chúng ta phải xử lý như thế nào, rồi dinh dưỡng thủy canh làm sao để cho vừa phát triển cây tốt, năng suất cao, và cái quan trọng nhất là nó phải sạch. Chúng tôi đã đưa sau khi giải quyết được cái bài toán đó thì chúng tôi đã đưa tất cả những cái sản phẩm của mình ra những đơn vị để xét nghiệm, để chứng nhận rằng là cái sản phẩm mình tốt. Giai đoạn thứ hai khi chúng tôi đưa ra sản phẩm thì gặp một cái khó khăn, đó là cái tư duy của người tiêu dùng ở Việt Nam thì chưa sẵn sàng đón nhận, hoặc là vẫn còn tiếp cận ở một cái bộ phận những người có cái tư duy cởi mở hơn, thì người ta mới thay đổi cái việc là từ hàng ngày chúng ta đã quen với trồng đất rồi, bây giờ trồng thủy canh, thì đó cũng là một cái khó khăn. Công nghệ thủy canh đã được nghiên cứu từ thế kỷ 17 và đến nay đã hoàn thiện. Tuy nhiên, phần lớn mô hình tại các nước phương Tây đều là các nông trại thủy canh quy mô lớn, khó áp dụng tại Việt Nam. Nhằm khắc phục vấn đề này và thay đổi một phương án canh tác mới, anh Ngọc và các kỹ sư đã ấp ủ và tập trung nghiên cứu và hoàn thiện quy trình trồng rau thủy canh. Kết quả là bộ sản phẩm thiết bị trồng rau sạch tại nhà BKFAST. Bộ sản phẩm này đáp ứng được bài toán mà anh Ngọc đặt ra là phải thật đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả. Không dùng điện, ít công chăm sóc,
mà cho lượng thành phẩm tương đương với phương pháp trồng cũ, thậm chí vượt trội hơn. Đồng thời sản phẩm phải đạt hiệu quả cao, thay đổi và được chào đón với phương pháp canh tác mới của đông đảo người tiêu dùng. Hiện tại thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và xét nghiệm các chỉ số tiêu chuẩn an toàn tại Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia. Hiện tại ở trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp cũng như nghiên cứu các dinh dưỡng thủy canh. Tuy nhiên đơn vị chúng tôi chế tạo ra dung dịch thủy canh BKFAT với tiêu chí là an toàn và được tư vấn từ Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cũng như các chuyên gia của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hệ thống trồng rau thủy canh có khá nhiều ưu điểm như tiết kiệm thời gian chăm sóc cây. Khách hàng chỉ cần thường xuyên kiểm tra nồng độ dinh dưỡng tại những thời điểm theo quy định. Nếu nồng độ đã thay đổi thì pha thêm dung dịch dinh dưỡng và bổ sung sao cho hợp lý khi cần thiết. Đặc biệt, bộ sản phẩm trồng rau thủy canh giải được bài toán về diện tích khi một bộ thiết bị chỉ chiếm 0,8 m². Do đó, cùng một diện tích nhưng trồng thủy canh có thể cho năng suất gấp 5 lần trồng trên đất thường. Thời gian thu hoạch cũng rút ngắn xuống còn 25 đến 30 ngày so với 45 đến 50 ngày so với trồng theo phương pháp thông thường. Nhờ tính ưu việt của hệ thống trồng rau thủy canh, hiện đã có hàng ngàn hộ dân ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận lắp đặt bộ trồng rau thủy canh BKFAST. Theo Trần Anh Ngọc, thăm các khách hàng đã lắp đặt và sử dụng hệ thống rau thủy canh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy những mảng xanh mướt mắt ngay ở ban công của gia đình cô Dung tại ngõ Quỳnh, quận Hai Bà Trưng. Trồng rau thủy canh là rau dễ chăm sóc, không sâu bệnh, mà chất lượng rau ngon. Đấy, khác với trồng rau truyền thống là dễ bị sâu bệnh. Đấy, mà chăm sóc thì bằng đất thì coi như là vất vả hơn nhiều. Thế nên là tôi chọn rau thủy canh. Trồng rau thủy canh này thì rất là dễ chăm sóc. Mà ai cũng chăm sóc được, già cũng chăm sóc được và trẻ cũng chăm sóc được. Nên là rất là đơn giản. Mình chỉ cần thêm nước vào thôi. Chứ nếu mà trồng rau bằng đất thì phải chuyển lên tầng 2, tầng 3 này vất vả lắm. Nên là trồng rau bằng thủy canh này chỉ 3-4 ngày mới phải chăm sóc một lần cũng được. Bởi vì trong cái thùng rau này thì một cái thùng này là có 15 lít nước. Nên là mình không cần phải ngày nào cũng phải chăm. Đấy, thì 3-4 ngày chăm sóc, thêm nước vào là được. Rau này thì rất là dễ chăm sóc. Và khi trồng rau bằng thủy canh này bằng thùng thì dễ di chuyển. Vì là lúc mưa thì có thể mình cất gọn vào. Mà khi nắng, khi mà hết nắng thì mình phải di chuyển ra chỗ có nắng thì cây mới phát triển tốt.